Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ anh em mình tiền vạn cho của ông anh mới mua bạn này nha anh em ơi. Trong bạc này thì hồi trước Khải có nói rồi, bạc này anh full hết rồi. Nếu mà mua bạc này của Khải gì anh Matt Evan thì lên 146 đó. Khải tính là nó chính xác không giờ sai được nè. Bạc này nếu mà lên 146 sẽ lên được top 10 server nha mọi người. Khoảng tầm 12, 13, 14, 15, 16, 17 cho đến top 19 nè. Chắc chắn là vậy luôn. Tạo giờ top 10 là 147. Đó em còn xem sơ qua nè. 150 đó, 142 thứ nhì nè. 143, 123 thấy chưa? 148 này thấy chưa? 145. Rồi đây không có luôn. Đang 147 này thấy chưa? Giờ anh lên 146 thì làm gì làm kiểu gì phải top 10 mấy nè. Đó, hai người 148. Một người 148. Hai người 151, một người thôi, cái này mới đổi tên nhân vật. Arcana bán cho Tấn Tụm Tín rồi. Cô Tử, Lão Nổ, Ông Lôn. Đó, thấy chưa? Giờ này anh lên 146 rồi anh em thấy không? Hơn khá là nhiều ạc luôn nha mọi người. Đó, ok. Trước khi anh này gần lên cấp rồi. Khải vừa mua 3.000 nón Giáng sinh hết 750 xu. Rồi bây giờ được hay anh cái nón Giáng sinh này trước anh em. Tại vì nón Giáng sinh này chưa ăn này, cả vài trăm xu là được một 600 triệu này. Anh kiểu này lên cấp luôn này nè. Anh cái này trước cái. Cái này đúng 1.000 cá sẽ lên cấp này, xong đầu Khải ép Evan cho anh em xem nha. Evan anh Evan tiền vạn cho anh em xem nha. Và hôm nay thì anh Evan tiền vạn rồi, reset Evan tiền vạn nha em ơi. Anh double tiền vạn trong ngày hôm nay trong video này luôn nha anh em. Anh double tiền vạn trong video này luôn nha. Để anh 1.000 cái nón này cho nó mát rồi ạ. Xong đầu Khải anh double 2k luôn, 2k bánh kinh 2k bánh tiền vạn nha anh em. 2k bánh tiền vạn là coi như là mát Evan này luôn. Tại vì ngày mai nữa là hết Evan rồi, không anh thì đâm ra nó sẽ bị thọt cấp nữa. Rồi ông cấp này đó, xong 1.000 nón này, rồi xong dư 9 cái nữa này. Rồi bây giờ Khải sẽ ép 2.000 bánh, 1.000 bánh mỗi loại, quên 2.000 bánh chứ, tại vì là tiền khăn tròn khăn hoàng này, Khải sẽ ép 2 lần, 1.000 cái. Đó, đâu là Khải đây ghép khăn tròn xanh này, đó, đó thấy chưa, 1.000 cái này. Tiếp tục cái 1.000 cá nữa nha anh em. Hôm nay anh 2.000 cá là thôi từ từ anh từng cá. Ô, anh thì nó chặt rương quá. Tại vì này chưa anh chưa reset luôn. Ok được anh nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Anh em đang xem cho một like chia sẻ này em ơi. Tại vì event này thì anh chủ yếu là up cấp anh em ơi. Chứ còn cái phần thưởng thì nó chỉ có lệnh bài boss đặc biệt thôi, không có gì hơn. Mà có cái gì? Nào, ok gọi đi. Tìm lên bài đặc biệt nha anh em. Một cái đó, không biết là nhiều được nhiều cái không này. Hai cái rồi ngon. Rồi tiếp tục. Anh 2.000 cái biết được hơn 15-20 cái không này. Được thì đổi danh sang bot luôn. Đổi danh sang bot luôn nè. Cần 250 cá này, mới có 2 cá thôi. Ô, 3 cái, ngon anh. Tiếp tục. Cố lên. Còn 20 cái thì đẹp em, nếu mà 20 cái là tuyệt vời luôn nè. Hôm trước thì anh nụ xanh có 5 cái vãi lên, anh full 1.000 cái mà có 5 cái. Đây mới có 250 mà được 3 cá rồi. Anh này có vẻ hơi đỏ. Cố gắng lên. Bốn cái. Wow. Ngon. Ngon ngon ngon. Cố gắng anh này kiếm 10 cái rồi. Reset xong anh kiếm 10 cái nữa là 20 cái. Bên lên bài boss được anh em. Bên bài boss chơi dư được anh em. Thằng này là bài boss 5 cái. Ngon. Anh này ngon. 6 cái 7 cái. What the hell sao lực này ngon vậy. Trời ơi, hên xui nha anh em, cái này anh hên xui nha mọi người. Cố lên. Trời ơi, này double anh có vẻ thôm, có vẻ thôm. Đủ xanh bữa mình anh 1.000 cái mà có 5-6 cái thôi nè em ơi. Đây mới anh 500 cái được 7 cái rồi, cố lên. Rồi cái này đi thành khác tiếp. Mình hay đi thành khác cảm giác nó nhiều đồ hơn nè. Đó, lên bài boss đâu. Một event này tốn khoảng 550k Việt Nam đồng anh em ơi. Anh 2 lần thì tốn chứ 1.100.000 anh em. 2 lần tốn 1.100.000 anh em. Trong video này là anh hết 1.100.000 cho anh em xem ấy. Anh em xem cứ ủng hộ một like chia sẻ anh em ơi, sẽ ngúp cấp rồi cho anh em xem anh event ra cái gì này. Tại vì bên tiền vạn này thì nó chỉ 100% là auto là lệnh bài bất đặc biệt thôi anh em. Mà ở server này thì cứ một cái này là 150 xu. Ôi mới 7k đứng rồi ta. Có vẻ không ổn rồi, tiếp tục rồi. Lệnh bài đâu, boss đâu. Up cấp này. Anh 2 lần thì chắc up 146 chắc luôn nha anh em, chuẩn xác luôn nha anh em, tính hết rồi. Lên top server luôn. Đủ. Trời ơi, còn mấy cái 7 cái ta đứng từ 500k đến giờ đứng rồi ta. 10 cái thôi. 10 cái thôi. Yêu châu vô danh tương dương. Đủ đứng luôn rồi em ơi, đứng luôn rồi em ơi, 7k đứng rồi. Đủ xanh. Không thấy ra luôn, không có ra cái nào luôn. Đồ đứng từ đợt 500 đến giờ luôn em. Má cái cuối sẽ nhỏ vậy. Đứng từ 500 đến giờ rồi, 8 cái, 9 cái coi. Rồi, 8 cái hết rồi em ơi. Ok. 144. Rồi tiếp tục lại đi reset event hả? Tiếp cái nữa nha anh em. 2 cái lận nha mọi người. Lần này thì các anh double 2 phát luôn cho anh em xem á. Trước khi reset thì tốn 500 vạn nè. Đó, reset này. Đó, reset nó sẽ trở thành không. Nó ép tiếp. Mà ghép đây mua áo tròn xanh, anh sẽ mua 1.000 cái tiếp. Đó. Rồi em tiếp ghép người tiếp 1.000 cái rồi tiếp tục anh mang 2 nha nè. Đâu 8 cái này vẫn kiếm 20 cái đẹp nè, còn thâu khoảng 16-17 cái cũng được là cũng ok đấy. Rồi tiếp tục bảo đảm 100 lên 146 luôn nè. Tục bài báo đâu à, đứng rồi chưa có cái nào luôn. Ôi còn 4-5 cái không có cái gì luôn nè. Đủ đủ lần này lần tay tròn 4 canh em nè, được hai tiếng được hai ốp cấp và tăng tròn được tay 4k6 luôn mọi người. 15-14 điểm nữa, 4k6 được tay là đẹp. Lần này gần mắt thoát mắt toàn tổng mắt tất cả không có gì là mắt nữa. Sách vở mắt hết rồi, còn vài cục tiềm năng kỹ năng vài cái nữa thôi, mà có một cái là khoảng 100 xu nữa nè, khá là rẻ, chủ yếu tìm mua được là xong. Tí này dạo đi mua cho nó mắc luôn nè. Trời ơi 250 cái chưa có cái nào luôn, what the hell. Úp cấp tiếp nè, 250 cái chưa có lên mà boss nào luôn, vãi lên. Đù lần 2 này sao mà nhỏ vậy. Đó là một ngon double 8 cái liền, 2 chưa có cái nào. Đậu xanh rồi gần 500 cái thì chưa có cái nào luôn em ơi, what the hell. Ok em ơi, vừa rồi nghe điện thoại em ơi, đây đầu xanh gì mà 250 cái, 250 cái rồi mới có chưa có cái nào luôn, nhưng mới có gì chưa có cái nào luôn em, what the hell. Ảo vậy. Đậu xanh này 500 cái kia hết 6-7 cái rồi em. Này 500 cái có chưa có được cái nào luôn. What? 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 Bài boss đâu. Đấy. Trời ơi, mít đúng 500 cái không có cái gì luôn. Không có cái gì luôn, còn cái niệm thôi. Còn cái niệm thôi nè. Không có niệm em ơi. Trời ơi, không có cái nào luôn. 600 mấy cái rồi. Đi trung tâm rồi. Nhưng mà lần hai này không có cái gì luôn trời. What the hell. À đời giáo lên mày boss đâu rồi. Đủ có khi nào anh 1000 cái không có cái nào không em. Đủ cái đó hơi bị tục luôn nè. Cái đó hơi bị tục luôn em. Trời ơi, còn có 300 cái thôi. What the hell. Gì vậy? Gì lạ vậy? Vãi nồi ôi, một cái đủ lên ơi. Trời ơi, 750 cái đúng một lần bài boss. Vãi nồi. Chết chết chết, nhỏ vậy. Rồi xong cái này ton rồi, lần hai ton rồi. Nhiều khi anh em không tin em à. Đậu xanh. Anh 1000 cái bên kia thì được 8 cái ngon lành từ đầu. 500 cái đầu tiên ra làm bài liên tục. Đến 1000 cái sau 750 cái mới được một cái. Giờ là hết 800 rồi mới được thêm cái thứ hai. Vãi nồi, còn 100 mấy chục cái cuối nè mà. Chết chết chết. Ba cái. Cố lên 4 cái 5 cái cũng được. 5 cái đi. 5 cái bù lỗ nào. Còn mấy chục cái cuối cùng anh em ơi. Rồi 146 thôi chưa? Trụng sắc anh em. Khả năng nói anh này mua gì á. Mua gì là chỉ anh Vinh là lên 146 lên top server thôi. Đó, anh em không tin đúng chưa? Giờ anh em đã tin chưa? Ơi, nay được một nửa cái kia thôi anh em ơi. Đủ 1000 sâu là được một nửa thôi. Được có 4 cái à. Đó. Ok, thành cấp lên 4k6 lục tay luôn. À, ok. Đẹp rồi. 146 anh em, đây anh em xem này. Với hiện tại 146 anh em thường nghĩ có nói đúng không? Hiện tại chắc chắn là nằm trên top 11, 12, 13, 14 cho đến 19 anh em. Đó, 147 top 10 này. Tiếp tục này anh em xem lại nè. Đó, thua Đức Ngao 142 thôi. Đây, Vember này nó 141 thôi. Đường môn 145 này, thấy không? 148, 145. Ngũ độc 142 cao nhất, Nga Mi 147 ngang top 2 150. Đó, thấy chưa? 146 trên quá nhiều người không nè. Top 10 mấy đó nè. Rồi ok, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải cũng như là cao thủ Bundy này một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ở lần này thì ảnh nhờ Khải nghe mình giùm anh em. Chung là chuẩn bị nguyên liệu đâu đó thì anh giùm ảnh thôi. Tiền bạc thì bao nhiêu không vấn đề nè. Đó. Rồi ok, đừng quên để lại cho video này một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và đừng quên luôn luôn đăng ký kênh, cũng như là ai mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh mọi người, cái chuông thông báo bên cạnh đó, để mỗi khi Khải lên video hoặc là mỗi khi Khải up video xong rồi, hoặc là mỗi khi Khải livestream á vào tối 7h30 hàng ngày á thì nó sẽ thông báo cho anh em nha. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ cũng như năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha mọi người ơi.